129,6 tỷ đô la Mỹ là số tiền mặt mà quỹ của tỷ phú đầu tư huyền thoại Warren Buffett đang nắm giữ. Tôi thích tiếng nghe, tiếng leng keng của tiền. Đó là câu nói khá là kinh điển trong giới đầu tư tài chính. Vậy số tiền lớn như vậy, tiền mặt nhiều như vậy đang phát đi tín hiệu như thế nào cho thị trường tài chính toàn cầu? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem video. Nhiều người sẽ đặt ra cái câu hỏi là vì sao cái đế chế đầu tư của tỷ phú Warren Buffett tiếp tục giữ cái khối tiền mặt khổng lồ. Khối tiền mặt của Berkshire Hathaway tiếp tục tăng lên 129,6 tỷ đô trong quý 2, cho thấy Buffett đang thấy khó tìm được các cổ phiếu có giá trị đầu tư. Và với cái báo cáo của Berkshire Hathaway cho thấy thì huyền thoại đầu tư Warren Buffett tiếp tục giữ khối tiền mặt rất là lớn cho cái quý 2 năm 2019. Và cũng theo nhận định của một số cái chuyên gia đầu tư trên thế giới thì đánh giá như sau. Khối tiền mặt của Berkshire Hathaway tăng lên tới 129,6 tỷ đô dù công ty đã mua dòng khoảng 12 tỷ đô chứng khoán trong quý 2 và chủ yếu thì tập trung mua vào cổ phiếu Apple và một phần cổ phiếu Amazon. Tuy vậy thì cái khối lượng tiền mặt của quý này đang được đẩy lên với cái mức rất là cao, đỉnh điểm lịch sử lên tới gần 130 tỷ đô la Mỹ. Cái câu chuyện này nó sẽ làm dấy lên cái hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều các cái nhà đầu tư, các cái tổ chức đầu tư trên thế giới. Thông thường thì tỷ phú Warren Buffett có một cái câu nói thường khá là hay và hấp dẫn, cũng như là đem đến cái sự chú ý rất lớn cho giới đầu tư. Đó chính là khi không có việc gì, không có chuyện gì để nói thì tốt nhất là không nói chuyện gì cả. Mặc dù tỷ phú Warren Buffett không đưa ra bất kỳ một cái nhận định nào về tình hình kinh tế, về cái dự báo về xu hướng của kinh tế của Mỹ, kinh tế toàn cầu. Tuy vậy thì cái lượng tiền mặt trong túi của quỹ đầu tư này đang phát đi những cái tín hiệu cảnh báo. Rõ ràng là nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã bước vào một cái giai đoạn là gọi là khó có cái thể có cái dư địa tăng cao hơn được nữa. Và nhà tỷ phú này thì đang rất khó khăn trong câu chuyện tìm được cái nơi để mà giải ngân cái lượng tiền mặt khổng lồ của mình. Rõ ràng chúng ta đang thấy được rằng là chúng ta phải nên thấy được rằng là các nhà đầu tư và điều hành công ty phải nên lưu ý, thực sự phải nên lưu ý rằng là Buffett và các cái đối tác quản lý đầu tư lâu năm của ông gồm Charlie Munger đang ở thế quan sát cho các cái thương vụ thâu tóm. Rõ ràng trạng thái hiện tại của quỹ đầu tư này thì đang chờ đợi và đang giống như là kiểu là một con hổ đang mà chờ đợi để mà cái con mồi của mình tới, nên là cái lượng tiền mặt rất là lớn. Thì có thể cái câu chuyện mà kỳ vọng để có một cái giá rẻ, giá thấp hoặc là một cái sự sụt giảm lớn trong thời gian sắp tới là điều không có sự kỳ vọng, do là quỹ này vẫn thường xuyên mua dòng cổ phiếu Apple và gần đây thì giải ngân thêm Amazon. Nhưng mà những cái cổ phiếu mà đang trong tầm ngắm của quỹ này thì có lẽ cũng đang được các nhà phân tích lặng lẽ để truy tìm và săn đón. Theo cái số liệu thống kê số liệu thống kê từ năm 1996 đến năm 2018 thì cái lượng tiền mặt của cái quỹ đầu tư của tỷ phú Warren Buffett thì tăng cao đột biến vào hai giai đoạn, đó là giai đoạn cuối năm 1999, tức là trước khủng hoảng công nghệ bong bóng công nghệ .com, và cuối năm 2007, tức là trước khủng hoảng của nhà đất Mỹ. Và hiện nay thì cái tỷ lệ tiền mặt của cái quỹ này thì càng ngày càng tăng cao và hiện tại đã chạm cái mốc là đỉnh điểm lịch sử 130 tỷ đô.